Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Tôi nghe nói ARV là thuốc điều trị cho những người nhiễm HIV. Vậy tác dụng của thuốc ARV là như thế nào? Hiện nay, thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc chữa khỏi HIV/AIDS, nên điều trị bằng thuốc kháng HIV, thuốc ARV được coi như là điều trị đặc hiệu, bởi vì điều trị bằng ARV làm ức chế sự nhân lên của virus, do đó duy trì được lực lượng virus thấp nhất trong máu, thông qua đó cũng duy trì được tình trạng bình thường của hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch chưa bị suy giảm thì không có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc chỉ mắc ở mức độ nhẹ. Trong trường hợp hệ miễn dịch của người nhiễm HIV đã bị suy giảm, nhờ ARV kiềm chế sự nhân lên của HIV mà hệ miễn dịch được phục hồi trở lại, đồng thời làm giảm khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội cho người nhiễm HIV. Nhờ vậy, giúp người nhiễm HIV tiếp tục sống khỏe mạnh, lâu dài như mọi người. Tổ chức Y tế Thế giới đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng người nhiễm HIV điều trị ARV sớm và duy trì điều trị tốt, cũng có tuổi thọ không thua kém người không nhiễm HIV. Người nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1990, đến nay vẫn sống khỏe mạnh do được tiếp cận điều trị ARV kịp thời. Việc điều trị bằng ARV kịp thời còn giúp cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Khi người nhiễm HIV khỏe mạnh, họ có khả năng lao động và làm việc như người không nhiễm HIV và tự tin sống hòa nhập với cộng đồng. Điều trị ARV kịp thời sẽ làm giảm nguy cơ tiến triển AIDS, mắc các bệnh trùng cơ hội và tử vong ở người nhiễm HIV, đặc biệt là giảm nguy cơ làm bệnh lao bùng phát. Tôi là người bị nhiễm HIV, có bị cấm làm nghề nào không? Theo Điều 20, danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng của Nghị định số 108 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống HIV đã nêu rõ các nghề sau phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng, đồng nghĩa với việc nếu bạn nhiễm HIV sẽ không được làm những nghề này, đó là thành viên tổ lái theo quy định tại Điều 72 của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam, nghề đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng. Như vậy, ngoài hai lĩnh vực này ra, người sử dụng lao động không được yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người dự tuyển lao động, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá trình làm việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV, ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV, từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV.